cây đỏ đỏ là cây gì các bác? Cây đấy oẳng đấy, cây đấy mà vã vào là oẳng đấy. Trên chợ Vạn Phúc Tiên Thắng thiếu, đi quay chẳng có nhiều cây. Quay lại các bác không khí chợ về các bác nha. Sắp Tết đến nơi rồi các bác, hết tháng 10 rồi các bác nhỉ, hết tháng 10 rồi. Hôm nay 29 tháng 10 rồi. Chỗ kia khu vực tôi vừa quay kia, những cây mini siêu mini các bác, họ chỉ nhỏ nhỏ mà dúi vào cái chậu sạch sạch đẹp đẹp và một thời gian khá lâu rồi, nhìn rất là bắt mắt. Thì tôi vừa nói cái câu chuyện bonsai ấy thì nó là tổng hợp hòa giữa cây và chậu các bác. Thì đôi khi chỉ cần nhành cỏ mà dúi vào cái chậu đẹp đẹp và một thời gian ổn định đất, rêu phong lên là nó đã có cái vẻ đẹp rất là đẹp rồi. Đấy, thì tùy vào cái phong cách chơi và cái mục tiêu của mỗi người mà mình đầu tư thì chơi cây gì có cái nét của nó, cỏ cây có nét đẹp của cỏ cây. Cừu đâu trùng 1 2 3 4 5 vâng, bảo cừu đâu trùng mấy đầu nhỉ? 7 đầu à? À, Lộc Vương đẹp nhỉ anh nhỉ? Bao tiền cây đấy anh? 20 của anh Nhập. Chà, nay nó có phải nắng nóng đây. Điền rất đẹp. Điền này là mấy tiền anh nhỉ? 6 triệu. Đấy, 6 triệu. Đẹp quá. Alo anh Nhập đây. Alo anh Nhập để nhập đội nào. Ồ. Cây này là cây gì mà? Cây đỏ đỏ là cây gì các bác? Cây đấy oẳng đấy, cây đấy mà vã vào là oẳng đấy. Đang định mua cây của anh à? Sao đấy? Người đẹp mà xấu. Vào việc đi. Đấy, cái này đây, hai xịt. Một bãi lồng vừng. Một bãi lồng vừng già. 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 Xin phép các bác xem là có thấy được cái khung hình của người đẹp kia đó không? Đấy, đỏ 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 đỏ. Đi xa tầm với rồi. Nhưng mà mặt mũi thì chán lắm các bác ạ. Nó nhỏ, chị em phụ nữ nghe thấy tử thần chết. Đấy, giới thiệu các con lộc vừng nhá. Đằng sau kia là một cái bóng đẹp. Đấy, ở chợ xuất hiện, toàn được dựa xuất hiện một cái gì đấy tươi mát, vui các bác. Một số bác nghĩ thì nó là dung tục nhưng mà tôi cho là nó là một cái hay, một cái hay thay đổi không khí chợ ấy. Ui chà, nay đi một mình hả anh? À, đấy. Đó là hàng kia có chạy không anh? Mẫu đơn nhỉ? Luôn vàng, ghê đấy nhỉ? Bao tiền anh? 12 triệu. Đấy, số kia. Alo. Đây, còn cái chậu, những cái chậu như này thì bao tiền cái? Bao nhiêu? 150, còn cái này? To này mà ngang ngang cái này nhỉ? Chắc được khoảng 30 hai mấy 35. Nhỉ? 35 à?
Mobi 40 30. Giờ lọt lòng đấy, lọt lòng á. Lọt lòng 35 à? 35 25 à? Con này thì nhỏ hơn, cái này thì khoảng độ 25 mười mấy nhỉ. Đấy, mẫu đơn vàng này. Ghê chứ. Khủng đấy. Mặc dù là đơn bụi nhưng mà nó to lắm, mỗi cái nhánh nó to lắm rồi các bạn. Bằng nửa cổ tay đấy. To lắm. Cái này là bao nhiêu tiền anh nhỉ? 17 không? 17 đâu? Đấy, chỗ này chùn đẹp. Tức là chỗ này béo, chỗ này chùn đẹp. Đấy. Tiếc là cái cổ lắc lên nó chắc phải đục vết xuống sâu tí nữa. Vật xuống hơi siêu tí, làm như con nghê. Đấy, vật xuống và cái tử này vật lại bẻ xuôi vào sau một tí nữa. Đấy, thì cái ngọn nó sẽ ở chỗ kia. Đây. Nó không phải cái dáng này. Hơi nằm được một tí nhá. Tay này sẽ hoành ra này. Cái tử này sẽ bẻ về phía đuôi một tí nữa. Đấy là cây này nghệ thuật hơn. Anh cứ giải quyết đi. Em rửa tay đi. Tường vi. Thì ai thích thì alo. Phôi đây. Này phôi sạch. Đề. Đề đấy. Búp biếc lấm tấm đỏ hết. Bộ đề là bao tiền anh nhỉ? 8 triệu. Đấy. Đây thì sao? Đấy. 5 triệu. Bố mẹ này nóng quá, mặc áo khoác thì nóng quá. Đây. Cái gì nữa? À đây, trong này còn một cái cục. Trong này có một cái cục. Cục đây, cục này. Ba vai. Mở bỏ cái hết cái chỗ này ra. Chơi coi tay một đây, cạp ở chỗ này bật xuống một tí nữa. Đây, cái này đó. Mặt sau có mẫu đơn vàng đây. Đơn vàng cũng anh em cũng khá là quý đấy các bạn. Quý chợ còn rất nhiều, anh em thích alo nhé. Đấy, một lần nữa lấy lại số nhá. Màn. Đấy. Ngoài giờ thế mà lại hay nhỉ. Quả đấy. Đây là bao tiền anh nhỉ? 1,5 triệu đấy, kim quýt đấy. À, một người bê đấy. Vừa nhắc đến kim quýt mà thấy mùi quýt ở đâu. Thôi. Vừa nhắc kim quýt đã thấy mùi quýt. Thôi, em đang rửa tay chả ăn được. Ăn điếu thuốc đi ăn. Đi nhiều thuốc. Con kia vật xuống đổ thấp một tí nữa làm con nghe đẹp. Ui, này thuốc thơm thế. Rồi, xin anh châm cho cả em. Ba cháu ở đây nó cho. Đây này. Trồng xuôi nó này một tí.
cái tay này nó phải là hoành ở đây này, xong rồi cái đuôi này vật xuôi một tí nữa nghiêng thẳng chậu. Lúc đấy cái cổ ngọn giật nó cố gắng ở chỗ này đẹp, đục vết cái này nó nhỏ đi, cái này sao nó về cái xi nó to quá, cổ to, cái này là mới làm nó đẹp đấy. Chuẩn bị ra rồi, đẹp. Thân nó cũng lành. Đấy, chỗ này chùn chùn là đẹp rồi. Nằm xuống tí, nằm. Và vãi cổ ngọn. Đấy, cái tay này phải thật to. Thật to. Vật cái tử này xuôi một tí nữa, như vừa nãy trình bày. Đẹp. Đấy, hay đấy. Nằm biệt. Đấy, có khi là ý trình bày ý tưởng thế các bố lại múc luôn đỡ phải chồng. Đấy, anh em liên hệ số đây nhá, anh Trinh nhỉ, anh Trinh. Ok, rồi cảm ơn các bác.